Hello anh chị và cô chú. Hôm nay mấy cây măng này nó ok rồi nè, rễ em kiểm tra thì đã mọc đầy hết rồi. Là nó đã ăn rễ ra ngoài luôn rồi, có mấy cây thì nó đang mọc một măng luôn rồi nè. Đó, nó đang lên măng luôn rồi nè. Cái này là em còn đang trồng trong chậu đó, y gà kiến không. Đó, em còn đang để trong chậu, trồng trong chậu đó mà nó ra măng luôn rồi nè. Có cây này đang ra măng nè. Hôm qua như em ở đây có một nữa nè. Đó. Cục này cũng đang ra nè, thấy không? Đó. Mấy cây măng này trồng rất là nhanh, có một có măng ăn luôn á. Đó. Rất là nhiều. Đây. Thấy không? À, cây nào cây nấy nó to cành 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 không à. Mà trồng cái này à, nếu mà trồng xuống đất, trồng tốt tốt mà nhiều nước á, là tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm á là mình có măng ăn rồi. Cái này măng em đào cái này coi cái to to vậy nè. Đó. Chứ không phải là một nhỏ nhỏ đâu, một nhỏ nhỏ, mấy nhánh nhỏ 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 này nè. Trồng chừng nào mới có ăn, trồng vào một bự vậy nè. Đó, mới có nhanh ăn. Cái này nè, em mới đào lên vô chậu mới có mấy tháng nè. Đó, mà giờ nó lên măng luôn rồi nè, thấy không? Đó, đây một nữa nè. Đó à, nếu mà anh chị cô chú mà thích trồng măng á thì anh chị cô chú alo cho em nha. Em có tầm khoảng 12-13 chậu. À, thank you anh chị cô chú nhiều nha.